Mỗi vị thần là một bậc cha mẹ đỡ đầu cho mỗi con giáp. Tuổi Tý, Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Độ Mệnh, ngài là hiện thân của sự từ bi và thấu hiểu, là người che chở cho chúng sinh. Tuổi Sửu và Dần, Phật Hư Không Tạng Độ Mệnh, vị Phật này tượng trưng cho trí tuệ, đức tính thành thực, độ trì cho chúng sinh khỏe mạnh, làm ra của cải. Tuổi Mão, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn Độ Mệnh, ông là người có trí tuệ vĩ đại, tuổi được độ mệnh sẽ không ngừng khám phá và sáng tạo. Tuổi Thìn và Tỵ, Phổ Hiền Chân Nhân hay chính là Phổ Hiền Bồ Tát Độ Mệnh, ngài độ cho người tuổi Thìn và tuổi Tỵ luôn sáng suốt, khỏe mạnh, tránh xa cạm bẫy của kẻ thù để tiến đến hạnh phúc. Tuổi Ngọ, Phật Đại Thế Chí Độ Mệnh, ngài là hiện thân của sự may mắn, cát tường, giúp người tuổi Ngọ luôn gặp điều may. Tuổi Mùi và Thân, Phật Như Lai Nhật Độ Mệnh, người tượng trưng cho đỉnh cao của trí tuệ, hai tuổi được người độ sẽ tiêu tan phiền muộn và vững bước thành công. Tuổi Dậu, Phật Bất Động Minh Vương Độ Mệnh, người sẽ giúp bạn phân rõ thiện ác, đúng sai và gặp may mắn. Tuổi Tuất và Hợi, Phật A Di Đà Độ Mệnh, vị Phật này giúp hai tuổi được độ tan biến muộn phiền, sáng tạo không ngừng và khi hết mệnh sẽ trở về cõi cực lạc.